Thưa quý vị, sự bùng nổ khách du lịch đến với Đà Nẵng trong thời gian gần đây đã khiến cho thị trường khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng 4-5 sao dọc bãi bờ biển luôn hút khách. Cuối năm thì phân khúc này lại có dịp sôi động với sự mở bán của các dự án tiềm năng sinh lời cao. Cuối tuần qua, 150 căn hộ nghỉ dưỡng ven biển cao cấp của tòa nhà Nimbus thuộc tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng Wyndham Soleil Đà Nẵng vừa được công ty PPC An Thịnh Đà Nẵng mở bán. Các căn hộ có diện tích từ 30 đến 120 mét vuông với mức giá dao động từ 60 đến 100 triệu đồng một mét vuông. Đây là bất động sản ven biển cao tầng nhất Việt Nam hiện nay, bao gồm 4 tòa tháp cao từ 50 đến 57 tầng với tầm nhìn hướng ra biển. Hơn 1.200 khách hàng đã tham gia sự kiện này. Tất cả mọi thứ ở đây đều rất là ưu việt, vừa đẹp, vừa hiện đại và đúng là một căn hộ đáng sống. Tôi đã đặt mua 2 căn hộ và tôi thấy giá cả ở đây rất là hợp lý. Thị trường bất động sản này từ hầu đầu năm đến trừ là cũng bị đưng cũng khá là lao. Đầu tư bên căn hộ là cũng có một chút khả quan thôi. Đối với dự án Soleil thì nó lại quá hot, có thể nói là hot tới cháy khét. Vì sản phẩm thứ nhất là về vị trí, thứ nhì là về pháp lý rất là chuẩn chỉnh. Hiện có 8 sàn giao dịch lớn đang là nhà phân phối chính cho dự án Soleil Đà Nẵng. Theo nhiều chuyên viên tư vấn, yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đối với dự án căn hộ nghỉ dưỡng này quan trọng nhất chính là vị trí.